Có thể các bạn không biết, ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu còn được mệnh danh là chúa tể tham ăn đấy. Câu chuyện là vào một đêm giao thừa, Xuân Diệu và Huy Cận. Xuân Diệu và Huy Cận rủ nhau về ăn tất niên ở Cầm Giàng, tức quê nhà của Thạch Lam. Không biết có động cơ gì nhưng hai ông thơ đã cùng nhau ngồi thức trắng đêm để canh nồi bánh chưng. Và sau đó, khi chín hết rồi, thì một mình nhà thơ Xuân Diệu đã từ tốn ăn hết chỉ được 4 cái bánh chưng còn đang nóng hổi. Tiếng nhai bánh sồn sột của ông đã vang vọng tới tai nhiều người. Nhà văn Thạch Lam cũng xác nhận chuyện đó và có một câu đùa khi nói: "Hãy cho tôi biết bạn ăn uống ra sao." Rồi bỏ lửng ở đấy. Quả thật, với một sự ăn như vậy, nếu có sống lại ở thời nay thì chắc chắn nhà thơ Xuân Diệu sẽ có một kênh TikTok mắc beng của riêng mình.